Nữ tướng dân yêu, hoan hô nữ tướng anh hùng, con cháu bà Triệu nay vùng đứng lên, dẹp tên lừa đảo Hoàng Yên cùng với một lũ đê hèn thối tha, một mình dũng cảm xông pha, đánh cho lỗ kiến lỗ ma chạy dài, đánh cho tần tác vua hại, một thời giữ võ dương oai tự hào. Trận chiến không dễ chút nào, bởi một mình chị đánh bao nhiêu loài, từ rắn độc, bụi quái thai, mưu mô chúng lắm lại tài ngụy trang. Dân tình chưa biết ngỡ ngàng, bao nhiêu thần tượng giờ toàn hết rồi, chứng cứ hiện thực chị lôi, bây giờ dân chúng như tôi mới tường. Thế chị dũng cảm mà thương, thế chị đơn độc mà tuôn lệ dài, rồi bao nhiêu báo viết bài công kích đến chị để ai mừng thầm. Nhưng dân chúng đâu có hầm, chị làm việc nghĩa có tâm có tài, chị muốn xã hội ngày mai không còn rác rưởi, không còn tiểu nhân. Nữ tướng anh dũng dân cần, dù cho sóng gió chị mừng dân vui. Đằng đông gió giông ngút ngàn, đoạn trường vang thấu tận trời cao. Tiếc bước ta đi, biết rằng sẽ không thể chờ.